Hôm nay bọn tôi sẽ chơi tựa game I Am Fish. Đúng, đây là món game chỉ dành cho một người. Nhưng đúng như tiêu đề, bọn tôi là một con cá đa nhân cách. Bọn tôi là những tiềm thức sẽ giúp những con cá này trở về được với biển cả. Và đây sẽ là một video rất dài, thậm chí là dài nhất trên kênh tôi. Thế nên là mọi người lấy ngay cho mình bát cơm, ngả ghế ra và ngồi vừa xem vừa ăn cho nó ngon. Và kiểm tra giúp tôi dạo này là YouTube nó bị lỗi tự hủy đăng ký kênh. Nếu mà bạn thấy chưa đăng ký thì hãy đăng ký lại giúp tôi nhé. Vào video đây nào. Con này không có công nhỉ? Em vơ là intro đấy. Xin chào tất cả các bạn, mình là con cá nhá. Một các giọng nói khác trong cái video này là cái tâm thức và tiềm thức của mình nó nói nhá. Các tiềm thức. Tôi là tiềm thức của Ember đây. Thằng đấy chính là tiềm thức đấy. Nó là tiềm thức trên thần thức. Ok, hôm nay chúng ta xin tất cả mọi người nhớ kỹ tôi là GDTT đây. Và thậm chí chính tôi là đang chơi nhá. Tôi là Cam Lô. Tôi mới là chơi, các ông im hết mồm ấy. Đây để tôi đem bánh mì nhá. Ăn xong làm gì nữa? To hơn à. Bây giờ cái thằng này đang thao tác với thao tác đầu tiên này, nhìn nó hơi gượng gạo một tí thôi. Đây chính là bốn người bạn chúng ta. Tôi là con cá vàng nhá. Đây tôi là con cá gai. Tôi là con cá răng cưa nhá. Đây là con cry đây, sao đây bay bổng lắm. Con cá này tôi là đi bay về chỗ trời đúng không? Con cá đây là cá gì nhá? Cá chép à? Cá chép vây hồng. Bác Hoàng phải che rồi. Bọn này nói như thế thì liệu trẻ con có thích không ta? Một cú collab đến từ các tiềm thức. Thôi, bắt bác rồi. Ôi, có khi nào đến bác không? Bác lúa con 17. Bắt lúa con 17. Họ bắt cam lỏ 17 và thằng Cry. À nhầm, làm gì Cry ta? Họ bắt cam lỏ 17 với cả Ember đi phát cho những cái nhà khác ấy, kiểu bán ấy. Thế bác phải ở đây mình. Những con cá cho các nhà khác, còn mình bé quá nên không được người ta bắt đi. Hay là xấu quá chả ai mua. Cá vàng mà chê à? Có khi nào là bọn mình kiểu đây là hành trình chúng ta gặp lại nhau không? Chính là như vậy đấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở biển. Đây, nói chung là con cá vàng là Hoàng, con dài dài kia là Ember và Cry. Con dài dài kia là chắc phải... Dài dài là Ember vì nó màu xanh. Ember với cả Cry, Cry là tiềm thức của Ember mà. Đấy, Hoàng chết luôn. Ủa sao lại bênh ngửa? Anh ngủ tí. Ngủ gì mà ngủ ngửa đấy. Hoàng cười đấy. Vì Hoàng thấy biển. Đồ ăn này, Hoàng ăn đi. Hoàng không còn thấy ngon nữa bởi vì Hoàng đã thấy biển rồi. Hoàng nhớ rồi, nhớ lại đồng đội này. Các bạn ơi, đội đến đây. Hoàng nhận ra là thằng chó thiết kế cái bể hình tròn ngu thật. Đố mày tìm được bể cái hình tròn ngoài đời đấy. Hoàng nhá, lăn thế nào cho không đổ. Ui lăn cái này, cái này nó con quán. Sao lăn gì mà trông lo thế? Nó có quán tính, tức là mình đi theo một hướng thì mình không thể kiểu nó không rồi, dừng nó lại luôn tính, ấy. Nó có quán tính nên là phải dừng theo kiểu là bơi ngược lại. Thôi mình nhảy ra cửa sổ à? Nhảy ra cửa sổ cho chết luôn. Chắc tao chết luôn cho nó nhanh. Người bạn cá này. Thằng homie. Đây là công nghe ai không ai. Sao công lại đây? Sao công nhìn cái đôi mắt cảm giác là biết sẽ không thông minh lắm thế. Đi em ơi. Thôi chết mẹ thằng rồi. May quá. Có cái thảm hơi êm. Có cửa nhất. Hay là Cry là cái con cá màu xanh xanh trong bể kia kìa. Chết rằng... luôn rồi. Mà sao nhà họ đi họ chả đóng cửa đấy. Đây là đất nước nào mà họ. Nước nào đây nhỉ? Họ sống vô tư nhỉ. Đây tôi đoán là Italy. Biển, em thấy biển đúng không? Em chỉ bơi về biển thôi. Đây, bắt đầu tựa game tôi là cá. Nghe như thằng thiểu năng. Rơi luôn xuống cho nhanh. Ôi, đi qua dây điện à? Dây điện luôn mà. Cho nóng. Quay quá anh ạ. Mấy cái vỏ sò này là mình phải làm gì? Checkpoint. À. Nhặt đi. Nhá, từ giờ mình vỡ là mình sẽ spawn ở đây. Úp sò cho nó vâng. À, xem nào. Giúp anh về biển phát đi em. Đừng kính để anh có vỡ được không? Vỡ lắm. Nghe lén được luôn này. Sao cá là hiểu ngôn ngữ người nhỉ? Mẹ. Mình ăn bánh mì ngôn ngữ mà nãy mình ăn đấy. Ơ thế về biển cái là thắng luôn đúng không? Về biển đi, tìm cách về biển thôi, rơi luôn. Có chừng. Muốn anh chết thế. Rơi luôn xuống cho nó nhanh. Nó không dừng được luôn ấy. Chả thế à? Chả thế à, mình chỉ là chú cá bé nhỏ hiểu ngôn ngữ loài người thôi mà. Đây. Nào thôi, đã bây giờ. Thấy sò rồi. Đấy, đang quan tâm phóng quan sát ta em. Thấy sò rồi. Ông phải đi đằng sau đó. Đi đằng sau nó ngã thôi. Thôi. Nghiêng đi luôn. Thế là thành con cá khô. Chết luôn rất nhanh. Ở dưới có cái đệm em ơi. Có chừng với cốc hay lò xo kìa. Lăn về cái đệm cho anh phát. Rồi. Đéo dưng được. Ôi, tí hơi nứt nha. Rồi, cứ làm vài quả thế cho nứt dần. Trời ơi. Cứ đi kiểu gì thế. Đi đâu đây. Nó trơn, nó không có phanh. Em nói thế khá hạnh phúc đấy với đôi vợ chồng. Ông bơi hàng sau đi để cho nó giảm cái lực. Thế à? Ôi, bơi được à? Cho nó chóng mặt. Ôi, buồn nôn quá, ui.
Buồn nôn là tao chứ phải chúng mày đâu. Anh Hoàng buồn nôn lắm ở đây. Ôi, làm quả thế cho Hoàng lo. Từ từ nếu mà xuống đây thì thôi. Thôi đi luôn. Cho nó nhai. Ô, nó mềm. Hơi nứt. Hơi nứt nhá. Hơi nứt rồi Hoàng ơi. Bánh mì kìa. Bánh mì kìa. Làm miếng. Ăn bánh mì xuyên qua kính à? Hôn em phải hiểu là cái trò này nó có rất nhiều đường đi, nên là em đang đi những cái đường mà anh chưa đi bao giờ, nên anh không thể biết được đâu. Ok, hiểu. Em phải đi cho chính xác. Thế là anh thuận tay trái hay tay phải? Vây chứ lại tay. Anh thuận vây trái hay vây phải? Anh thuận vây phải. Thế thì đi bên phải. Kìa, bến cảng đây rồi. Được rồi, mày cứ đi về biển thôi. Giờ phải dừng lại. Từ thôi. Trời ơi. Đây, thấy đường rồi. Quan sát cho anh đã. Đấy, một cú vào đây. Dây này sao trông cứ đặc biệt ngay. Dây này trông có lừa cho chết luôn. Đây rồi. Làm quả lăn này cho nó lo. Lực quán tính. Nào. Anh Hoàng. Rồi dừng kiểu đi. Đây, vào cái ống cống này cho nó đi. Trông chiêu phết này. Có điểm kìa. Ôi. Rồi được rồi. Hay. Có điểm lưu rồi. Lưu ngay cho anh Phát. Anh không muốn chơi anh Hoàng như em. Đuôi người ta bay. Đuôi người ta bé là sao? Thôi rơi luôn. Thôi rơi luôn. À, cứu được. Rồi rơi luôn. Tao dám cá mấy thằng này người đang nghiêng nghiêng. Thậm chí chân bác đang quắt lại rồi. Kìa có cây kia, xuống đi. Có cây ở dưới. Xuống đi có cây. Bác dám cá là bọn này nó suy đoán thôi, nhưng mà cứ làm đi. Cứ có cây mà đấy. Tin bác đi. Nó suy đoán thật, mấy thằng tiềm thức kể láo thật. Để anh ơi, nứt rồi em nhá. Em cân nhắc cho okay, anh. Ok, sắp về biển rồi. Nhảy luôn xuống. Được. Có cây. Có. Có cả cái bạt kìa. Em cẩn thận, qua đường. Nhìn xe. Phải nhìn đường à? Thôi cứ làm quả Bắc Bình. Đây rồi. Em vừa làm phát không nhìn luôn anh. Xuống biển cho anh. Xuống luôn. Nhưng mà bác hỏi là xuống biển thì mình làm nào để vỡ được cái này? Đấy, lăn xuống cầu thang này xem vỡ không? Cứ làm đi. Mình nhảy xuống. Cứ vỡ dần à? Lăn vỡ dần cho nó quen em bơ. Đấy, xuống đây hợp lý rồi. Rồi, anh đã về biển nha. Thế làm nào để vỡ cái bình này ra để mình bơi? Như Finding Nemo ấy nhở? Chả biết làm nào cho vỡ. Thôi, bị bắt luôn. Mày biết bố mày khổ như nào không? Đây chắc phải là cậu bé nhà quê trai làng. Lại về nhà, hình như giờ nó xa hơn thế nào. Nhà khác, lên luôn kho. Không kìa, sao mình có một cái tiềm thức luôn nhai lại. Tiềm thức mà, mổ bánh mì à, đớp em. Nó béo ý, đi luôn đi. Cho nó béo. Cho nó ngon. Ngon. Cá không nói thế nhá. Cá không hề biết là gì đâu. Đấy, bác vừa đi lấy nhanh mẹ cái gói bắp rang bơ để cho nó phim. Tao vừa đi phát tao quay lại thấy tao ở đây đấy. Chó lạ. Xuống thử em nào. Xuống đi. Sẽ mở. Đây rồi. Ui. Anh chết luôn cho nhanh. Nghe cam lót. Thằng tiềm thức nó khuyên chán vãi trưởng. Chỉ hai thằng tiềm thức nhé. Nhiều tiềm thức mà, bác cũng chỉ là một trong những tiềm thức thôi. Muốn gì mà điêu, có mỗi thằng Cry tiềm thức, bác phải tiềm thức đâu. Cái thang đâu, cái thang cam lót vừa bảo ấy. Đúng là cái thang vừa còn gì. Không phải cái thang đâu. Mình phải đẩy cái thang mà. xuống. Phải đẩy cái thang xuống. Thang này trông nặng bố mẹ. Trông nặng vãi trưởng. Không biết con cá này làm được. Cá hoàng mà, cá sơn tây nó vâm, cá sơn tây luôn. Ảo lắm. Nào, lấy đà nào. Cho anh mạnh vào. Ui. Mày em thực sự nó lại. Cá vâm. Nào, phanh đấy. Phanh. Vỡ luôn. Em xoay theo nó rồi. Cá vàng bơi trong bể. Ôi, nhưng mà bác phải nói thật là. Nào. Con cá nghiêng thế. Rồi. Đây rồi. Cứu. Đây vào bể nước. Vỡ luôn. Bây giờ mình có thể lựa chọn là ở cái bể này luôn hoặc vẫn về biển. Em chọn nào? Ở luôn cái bể đi. Cuộc đời tao ở đây luôn à? Ở đây luôn. Cuộc đời tao lại ở đây. Cho luôn xuống cống cho nó thơm mặt. Trông Hoàng lo lắm. Dậy lắm. Trông Hoàng dậy lắm. Nó cho một đường ra biển luôn thì phải. Ôi già mẹ. Không nước thải cho nhanh. Gặp luôn một cá sấu ở đây cho sợ. Hoàng tối không anh? Có thể nói là ấy đấy. Ấy đấy à? Kim tiêm kìa. Mày phải né mấy cái kim tiêm ra nhá. Nó xiên vào người mày thật đấy. Nghĩa đen đấy à? Nghĩa đen đấy. Kim tiêm này. Kim tiêm kìa ngay cạnh kìa. Làm phát cho nó ết luôn. Em đã đoạn khá cuối rồi đấy. Mày phải bơi sâu xuống, mày nhảy lên cho bác. Nhìn bác như thằng kia. Dính cái gì vào người mày rồi? Bác mẹ cái đấy vào người rồi. Dậy ra. Trông okay. Như thằng đần luôn. Xuống đây à? Đúng à? Chui à chui.
chui. Cứ lang thang đi đâu ấy. Số phận của mình nó thôi thế. Kẹt luôn. Thôi, từ từ, hình như đây là bồn. Ôi giời ơi. Vào luôn cái bồn của thằng nào đấy đang quét nhà. Vào ngay bồn này. Ôi chết rồi. Cái đoạn này là cái thằng kia nó sẽ đuổi nó mình lắm đấy. Nó mày mà lấy cái hiện. Bồn của nó mà. Ủa? Nhanh lên đi, nhanh lên, nó đuổi đấy. Nó bảo là đừng để nó chạy, nó mệt. Làm ơi đánh ơi. Ôi chạy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Không trời không, ơi. Đường này dốc là tôi đi được đi thẳng. Đi trời thẳng. Ơi tôi bị bắt rồi cho nó nhanh. Trông dáng đi của nó như rô rô ấy. Rồi. Nó sút cho cái trời cho ơi. Chết luôn. Sao con lau đầu nó giả vờ nó không có lỗi. Sao tự nhiên không bắt. Nghe thằng này như nữ đấy. Đi thẳng thôi. Thẳng đi thẳng. What in xe? Cá đấy. Ủa ôi sỏi lắm nhá. Sỏi cả thích... lắm đấy. Ông thích Tokyo Drift không? Ôi đổ luôn. Dừng luôn, nó bắt được luôn. Có lên. Được rồi. Chạy được. Rồi, tao rồi. Hai. Thế này đã phải về biển đâu. Biết là mấy anh em còn lại sao chứ bác cảm thấy cuộc sống bác bắt đầu gần lắm rồi. Em kiến thức của em bơi mà, nên là em bơi đâu em cho đấy. Mày không muốn lựa chọn. Ôi, sao sáng thế? Có chắc là còn sống không đấy? Thiên đường mẹ rồi. Lại phun nước. Chắc là ở đấy sẽ có một cái ống để mình chui vào. Thằng này vẫn ngồi tiếc cái xô. Nó không có đường. Đây, đường này. Cống. Cống đấy giờ phun nước lên đúng không? Ừ, đúng rồi. Làm phát phun. Rồi. Mày mẹ vào nhà. Phun luôn lên mái nhà cho đau. Sao nó mạnh hơn mình nghĩ. Có dòng nước cống. Cái này để đựng nước mưa đây đúng không? Rồi đấy, ngày xưa nhà tôi có cái máng ở trên mái như thế này. Xong rồi năm nào tôi cũng phải lên tôi dọn dẹp cái đống rêu cua. Tôi nhận ra có con cá trên đấy thật nhá. Là anh em, anh chết luôn ở trên đấy. Thôi. Ôi. Lại vào tiếp cái bể nữa cùng một con cá khác trông như nứa ngẩn. Đây chính là công ra. Công là công ban đầu ấy. Nào đi thôi công. Công trông mắt này không thông minh lắm đâu em ơi. Thông minh lắm thôi. Bảng mắt đấy. Mà mình có cứu công không hả? Hay là... Công đi nhìn nhạc nó gì đây. Thôi cho công đi ké cũng được. Thật ra mình đang đi ké công đấy. Bánh mì hả? Bánh mì. Đã bánh mì. Ăn tiềm thức kia phiền quá. Ăn tiềm thức kia cứ ăn thôi. Ăn. Cùng công à. Ôi, vỡ luôn cùng công, nằm đây với công. Công khá vực. Ôi, nhưng mà mình thực sự sẽ giúp công nếu mà cùng về biển được đấy. Cho công tự do. Bác khá chắc công ở biển, công chả sống được khoảng 5 phút đâu. Qua đường, nhìn đường em ơi. Nhớ nhìn đường nhé. Bác không bấm nút nào luôn cho nó dễ. Này, có cái xe như trong phim màn hình, đâm cho. Rồi, đi đường này, quay lại. Đi đâu đấy em? Đường này có cái này không đi được. Ông phải đi vào cái ngõ bên cạnh ấy. Thôi, cho nó chết luôn. Ôi trời. Đàn ơn cái mình. Công nằm đấy, chấp nhận phết. Công đang sống yên ổn nhá. Tự nhiên có thằng nào nhảy từ cửa sổ mà. Ảo thật. Xong rồi nó lừa công chết cùng luôn. Công đang ở bát tràng đang vui. Nó cứ dụ đi nào mày. Hoặc kỳ lạ chỗ là nó lại là con cá nhảy từ cửa sổ vào nhá. Ảo như chó. Trông xuống đây chắc là phải có cái gì đó đỡ mình chứ nhở. Chả đỡ đâu. Bảo công đỡ cho. Nhớ để ý nhìn đường nhá. Nhìn đường. Ủa nhà có chuyện cú này là không rộng rồi. Cú này thôi rồi. Trông công cũng chả lo đâu. Thôi, vỡ rồi. Luôn. Công ở không đây luôn rồi. Công chả bơi đâu. Công trông. Có làm nào cho công đi cùng được không? Tạm biệt công. Tạm biệt công, đến lúc phải tạm biệt công rồi. Rơi luôn xuống đây cho. Rồi. Lăn đi. Lăn vào cái bể cho anh với, anh chết mất. Rồi. Cảm ơn em. Tôi đi thẳng vào cái kia. Có cái đường kia thấy không? Đây á. Đấy, đúng rồi. Đấy, đi đường đấy cho nó vỡ nhanh. Đi đường này vỡ khá nhanh. Chừng nhá, thằng này ngồi đứng đây anh đái à hay làm gì đấy? Đái thật. Tay nó đúng là đang đái đấy. Nhưng mà bác phải nói là để công ở kia vài ngày nữa công đói phết. Sao công ổn mà. Chắc thế. Công không ổn đâu. Anh thấy chỗ đấy không giống chỗ nuôi cá. Quay đầu lại đi cho nó dễ. Ôi giời ơi. Cả sự kiện này được gây ra bởi một con cá, tin được không? Đi thì quá là đi vào nguyên rồi. Đi nhau ống rồi. Thật à? Đi đi em ơi, giúp anh. Giúp anh một lần.
mình là cá vàng thôi, chả có khả năng gì đặc biệt. Mày bay được, lăn. Cá biết bay thì hành. Cá chuồn đấy, lượn lắm. Này. Nào. Làm này cho nó khó đi. Ai được rồi. Sao nó chảnh thế em? Chẳng chảnh. Nào. Nó lăn khó hiểu. Sống sánh lắm. Tao vẫn sống được đến tận đây nhỉ. Mày lúng túng quá, tao chết mất. Đi thẳng đi. Sống sánh tí cho nó bọt. Rồi đợi cho nó bọt à? Bọt là cái gì? Không cần bọt thôi em, đi thôi. Sao mày cứ chỉnh chỉnh trái phải thế em? Lăn thẳng được không? Chắc nó không chịu đi thẳng. Ờ, ngoài này là biển nhá. Tức là mình vẫn chưa đến. Bánh mì. Này, đợi đã. Mọi người phải đếm hộ tôi là thằng chó Cry này nó nói bao nhiêu lần từ bánh mì ở trong cái video này rồi đấy. Cái thằng tiềm thức kia nó cứ ăn. Đừng ăn nữa. Tao không đói. Tao về. Đâu bây giờ đi thẳng tiếp à? Thẳng để ăn theo lời nó à? Rẽ trái cho anh muốn sống. Hay là quay lại mang cho công cái miếng đấy. Ừ nhờ, công cần cái miếng này lắm đấy. Ủa, hay là ông nhảy mẹ xuống có cái bể ngay dưới kìa. Không có bể. Chắc có cái ở dưới có bể không? Có. Có biển luôn đấy. Vỡ xong rồi nhảy vào. Mẹ à, được đây. Luôn rồi. Đây rồi, về rồi. Rồi, anh chính thức đã về với biển rồi, bây giờ còn ba anh em thôi. Trong lúc anh đang vui mừng nhá. Nhưng mà những người bạn đâu? Họ đã không còn nữa, anh lại phải buồn. Có đi cứu không? Mày điên à? Bố con cá lại cứu cháu được. Mày tự cứu đi. Nếu mà muốn biết ấy, bọn tôi được cứu kiểu gì thì mau xuống comment ngay cho tôi là mọi người đã xem hết video và muốn tôi làm phần tiếp theo. Bởi vì video dài như này là quá là khổ, nên là nếu mà flop thì cũng chả có phần sau đâu. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.